anh có cầu hôn chị sau đó không? Và anh chị đã có... Cái vụ này tức nè nha, cho đến bây giờ vẫn chưa cầu hôn nha Khang. Chưa cầu hôn, tại vì anh bận quá. Ba đứa con, rồi á, đến giờ vẫn chưa cầu hôn. Hình như là anh với chị chỉ có mới làm một lần là... lễ đính hôn. Đính hôn. Lễ đính hôn. Cũng có hai họ này kia, nhưng mà làm quy mô nhỏ trong gia đình thôi. Chứ cũng chưa có một cái lễ cưới, đám cưới rình rang chính thức. Chị đòi hoài em, ngu gì không đòi. Giống như kiểu do mình bệnh nghề nghiệp đó, cho nên là mọi thứ mình chuẩn bị cho đám cưới là mình cũng phải lên kế hoạch rồi lên kịch bản rồi mọi thứ. Đó, và cũng đang, anh nghĩ là nó sẽ vào một khoảng thời gian thích hợp sắp tới. Thì chắc chắn nó cũng sẽ diễn ra thôi. Chắc chắn. Em Khang để dành tiền nha. Em sẵn sàng làm đám cưới cho anh chị nha. Em đang chờ cái ngày đó nha. Sẵn sàng làm MC vô. Vâng, sẵn sàng làm MC.